sở hữu một thân hình nổi bật với những nếp vảy dày mịn vàng óng uy nghi của bậc đế vương, cùng cách nuôi không đụng hàng với bất kỳ loài nào. Cá rồng xứng đáng trở thành vua của các loài cá, trở thành người bạn thân thiết của nhiều gia đình trong nước và trên thế giới. Vì thế, cá rồng được xem là loài cá nuôi mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Hẹn hò giờ này tôi là người phụ nữ đúng giờ với thế giới luôn á. Trưa trời trên rợt rộng tới rồi ra chợ trễ hết trơn, còn cá đâu nữa mà mua. Còn 60 giây nữa mà giờ này chưa chịu tới. Hey, Kim Phúc, em tới rồi. Thở đi. Mà nãy giờ chị có nói xấu em vậy, em ác xì hoài à. Nếu tôi nói xấu cái mặt tôi vậy là có nói xấu không? Nghĩ sao vậy? Trời ơi, lúc nào người ta nói á là đàn ông á thì phải tới trước á để chờ phụ nữ. Trong khi lúc nào phụ nữ cũng tới trước để chờ đàn ông là sao? Còn một phút nữa. Nè, một phút nữa mới tới giờ, đúng không? Tại sao không hẹn nhà chị qua chợ gần không? Đó, thèm ăn cái gì nói tôi đây nè. Ủa? Cá lóc hấp nè, cá lóc nướng nè, cá lóc hấp bầu nè, cá gì hồng nấu riêu nè, muốn ăn cá gì thì nói tôi, tự nhiên hẹn vô đây chi vậy trời. Ủa sao tự nhiên hôm nay chị nói ra toàn là món ăn không vậy? Em gọi điện em nói chị là bữa nay đi cá. Dạ đúng rồi. Thì đó, thì đi mua cá là ông thèm cá, ông đi quay không có ai nấu cho ông ăn, thì bây giờ về đây thì nấu cho ông ăn. Trời ơi, chị nghe sao vậy? Em muốn dắt chị đi tham quan cá. Chợ coi cá tùm lum mới có gì đâu tham quan. Chị đi so sánh cá này với mấy cá diêu hồng, cá chép, cá rô của chị hả? Ừ. Đâu phải, cá này nha, tên rất là đặc biệt, nghe là kêu liền, cá rồng. Gặp anh Long nha, anh Long là chủ của một bộ sưu tập khá khủng về loài cá rồng. Nguyên một bộ sưu tập khủng luôn á hả? Dạ. Đi liền, đi liền. Khoan. Mình chưa chào khán giả của chuyện đó, chuyện đây nè. Hai chú Quang và nghệ sĩ Phi Phụng mến chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những bí mật của loài cá rồng nhé. Xin mời quý vị đi chị. Chào. Xin chào anh Long. Ôi trời. Dạ chào anh. Dạ. Anh Long đang cho cá ăn. Đây là phải cá rồng phải không? Dạ vâng. Con cá này là tôi biết là cá con. Dạ. Đúng không? Dạ. Đâu có lớn tuổi bao nhiêu mà sao lại có những cái thú mà kia tiêu khiển của mấy người lớn tuổi đúng dạ, không? Điện viên đó. Không biết là anh có nhận ra người diễn viên này không ạ? Có một lần mình lên trên mạng mình bấm chữ cá Phi Phụng á để tìm mấy cá để mua thì thấy hình chị nên nhớ tới bây giờ. Con cá Phi Phụng nữa hả? Dạ. Trời ơi, chị nổi tiếng nhờ cá. Nhưng mà trong đây có con cá Phi Phụng. Ủa có hả? Dạ có loài Phi Phụng. Thiệt hả? Dạ mấy con đuôi sọc sọc á, mùa đó. Đuôi sọc không sọc. Có nhỏ nhỏ. À nhỏ nhỏ hả? Dạ. Trời ơi, có thiệt luôn á hả? Nhiều cá quá. Giống mình đang ở trong Thủy Long Cung. Thủy Long Cung nha. Ở đây là cái phòng trưng bày cá của mình này. Ở trong đây có cá rồng huyết long, kim long có bối và kim long hồng vĩ. Dạ. Và có những con mà đột biến, con cá đột biến. Em thấy cái lưng con này nó gù gù sao? Đúng rồi, con này nó gọi là người ta gọi là pha phu long á. Cái lưng nó gãy thì người ta gọi là pha phu long. Những con pha phu long này thì nó đắt hơn những con cá thường nhiều lần. À, thí dụ cỡ con này bao nhiêu tiền? Cỡ con này hơn 3.000 đô. 3.000 đô đó hả? Hơn 3.000 đô. Trời ơi, nửa xíu gì đó. Dạ. Trời ơi, à có con mà gù gù cái lưng là nó dạ, mắc hơn cái con bình thường. Con này? Dạ con này huyết long mà nó chưa có lên màu. Ủa là vì sao nó mới lên màu? Tại vì nó cần ánh sáng nhiều á để nó lên màu, nhưng mà tại vì nếu mà mình để đèn nhiều quá nó rêu nhiều lắm. Nên những lúc nào mà gần sắp thi thì bắt đầu em mới đánh đèn để cho nó lên màu. Sắp thi là nó mới lên trước màu. Khoảng chừng 2 tháng thì em đánh đèn để đèn để cho nó lên màu. Chị Quang thấy rằng có một con huyết long đúng không anh? Đúng rồi. Đó màu đỏ giống con này và cái đó lên màu rồi đúng không anh? Con này cũng mới bắt đầu lên thôi, mình cũng chưa có đánh đèn cho nó. Nó mới bây giờ nó mới cam cam thôi chứ nó chưa có đỏ hẳn. Đẹp quá. Dạ, thấy con biết là có ở riêng thành phố Hồ Chí Minh mình và nói cho tất cả những người chơi cá rồng giống như anh Long là có ai chịu chi một khoản tiền rất lớn để sở hữu cho mình một con cá đặc biệt không anh? Có, từ hồi xưa mình cũng bán cho cái anh kia con cá chắc nó khoảng chừng 600 triệu con huyết long. Trời ơi, 600 triệu. Cái gia tài rồi của tôi rồi trời ơi. Mà nói nghe nè, nó đi ví dụ mà nó mà đi thi đó. Rồi mấy cái mà con cá đi thi là em để em xài hay là em bán lại cho người ta? Dạ, em mang về đây có những con đó thì em thả trong ao làm giống.
Mà có con thì em bán lại cho người nào người ta thích quá thì em để lại cho. Bây giờ mình đi sâu vô con cá mà anh bán được giá cao nhất là 600 triệu là tương đương với 28-29 ngàn đô la Mỹ. Thì nó có điều gì đặc biệt so với những con cá ở đây? Lúc cái con đó là nó to 70 mấy cm, 74-75 cm. Và cái màu của nó đỏ hết như máu rồi, đỏ hết toàn thân. Nhập từ mang từ Singapore về, một cửa hàng ở Singapore mang về đây để giam cho hơn cái. Rồi mình nuôi bao lâu mới đi thi? Dạ em nuôi thường nó tùy con cá hay chứ. Dạ. Dạ tại vì nó thi nó nhiều size lắm, có từ 30 trở xuống thì 40 50 cm thì mình chọn những con nào đẹp của mình ấy, mình có khả năng thi thì mình mang đi. Chị không biết thì chị Phi Phụng có tò mò là ở tại cái phòng trưng bày cá của mình có con cá nào đã đạt giải rồi hay không? Có không ta? Ở đây không có. Tại vì mấy con mà được giải thì em một là em bán, hai là em mang xuống ao thả. À, giải cá của mình. Dạ. À. Khoan mình xê ra cho mình nói chuyện với con cá chút xíu coi. Hải miệng coi. Hải miệng ra coi. Không sợ tôi kìa trời. Ở nhà con tôi sợ tôi lắm đó nha. Dạ anh Long có giới thiệu là có một con cá phía bên kia được đạt giải rồi. Đâu đâu đâu? Giải gì anh? Nó được giải gì á? À vậy thôi mình đi qua mình tham quan đi anh. Wow. À, con cá này đây đó anh. Ôi, em ơi, cái vảy nó đẹp quá kìa. Được hai lần được giải gì? Trời ơi, toàn quốc mà giải gì là cũng hay hơn tôi rồi nha. Chị em mình rồi, chị mình chưa được giải gì vậy. Dạ anh, con cá này nó tên gì ạ? Con này nó là pha phu long mà kim long quá bối, nhưng mà nó đột biến. Kim long quá bối. Nó đột biến, nó lẽ nó màu vàng nhưng mà cái lồng vảy của nó màu tím. Màu tím. Màu tím với màu sô cô la vậy. Từ nãy giờ em đi tham quan em để ý nha anh Long là có nhiều con hồ cá, như con hồ cá này là màu hồng nè, bên đây thì đèn màu trắng. Thì mỗi loại cá, mỗi cái tên gọi khác nhau thì mình dùng một cái đèn khác nhau hay là mình chỉ dùng đèn để trang trí thôi? Đèn để trang trí, nhưng mà cái huyết long á thì thường thường mình để đèn màu hồng, còn kim long có bối thì mình để đèn màu trắng. Những loại này nó tên là kim long á, cái cá màu vàng á thì mình để đèn màu trắng. Có khi nào mình để đèn màu xanh không? Để lại màu xanh nó lên không giống con gì. À nghĩa là không để màu xanh được, màu. Dạ. Trắng với màu hồng. Dạ. Còn màu vàng có màu vàng không? Màu vàng có thể để được chị. Kim long có bối thì chị để một đèn trắng một đèn vàng cũng được. Để cái đèn đó là để bật lên cái màu. Đúng xanh rồi, để nó nổi cái màu trên người. Chứ không phải cái đèn này có tác dụng làm tăng thêm cái độ màu cho con cá. Nó cũng tăng màu cho cá nữa. Dạ. Tại vì con cá rồng nó cần ánh sáng để nó lên màu. Dạ. Nếu mà mình đủ đèn thì màu nó lên sẽ nhanh, rất là nhanh. Dạ. Nó cần ánh nắng mặt trời, nếu mà chị mà nuôi ngoài trời á, nó lên màu nhanh lắm. Vậy đó hả? Chị Hùng, bán cá thác lát luôn. Ồ, giống dẹp lép giống thác lát mà. Mà câu nó là con gì? Dạ, mấy con này là ngân long albino á chị, nó là loài đột biến á. Cái mắt nó màu đỏ, mấy cái da nó màu vàng. Còn cái ngân long thường là nó màu trắng. Hồi nãy anh kêu cái gì đột biến là mắc lắm. Trời, giống cá thác lát mà nó mắc đi trời. Nhưng mà thí dụ con cá này, bây giờ thí dụ cỡ này là mình mua bao nhiêu một con? Mấy con này thì nó đột biến nhưng mà bây giờ nó đẻ nhiều lắm chị, nên nó rẻ. Rẻ là bao nhiêu? Dạ, bây giờ mấy con mà to cỡ này nó khoảng chừng 4-5 triệu một con. Theo Hội Nuôi Cá Rồng Việt Nam cho biết, tùy theo từng loài, từng kích cỡ mà có nhiều giá tiền khác nhau. Cá nhỏ thì khoảng 2-4 triệu đồng một con, lớn thì khoảng 10-18 triệu đồng. Có những con cá đẹp được tính bằng cả nghìn đô la, điển hình như cá huyết long, rất được ưa chuộng vì vẻ đẹp của nó mang lại, giá thấp nhất khoảng 1.500 đô một con. Theo dân chơi chuyên nghiệp, cá rồng được phân thành 4 loại cơ bản: ngân long màu trắng, kim long màu vàng, thanh long màu xanh và huyết long màu đỏ. Ngân long là rẻ nhất. Cá rồng là loài cá có kích thước lớn, chiều dài cơ thể có thể lên đến 90cm và trọng lượng hơn 7kg khi trưởng thành. Những người chơi cá quan niệm rằng cá rồng là biểu tượng của sự quyền quý, may mắn và thịnh vượng. Đã là một người sưu tập về cá rồng, không biết là anh khởi nghiệp là cái nghề nuôi cá luôn hay là anh khởi nghiệp bằng một cái ngành khác? Không, hồi xưa thì mình là làm đồ gốm ở dưới Bình Dương, sản xuất đồ gốm xuất khẩu. Xong rồi tới mấy năm cứ đi hội chợ ở nước ngoài thì mình thấy ở Hồng Kông với mấy nước khác nó bán cá đẹp quá, mua về nuôi thử. Rồi cái người ta thấy đưa lên mạng chơi thì người ta hỏi mua bao nhiêu, mình nói giá thì người ta thấy rẻ quá, người ta đặt mình mua, nhờ mua dùng. Rồi lúc sau em bỏ làm đồ gốm luôn, em làm cá. Trời ơi, cái thứ gì gì ngộ vậy? Đầu tiên là anh đã quyết định là anh chuyển qua cá là cá rồng liền luôn hay là mình một loại cá khác? Lúc đầu thì anh làm cá La Hán, nhập cá La Hán về để bán cho mấy cửa hàng, nhưng mà sau đó thì cái người Việt Nam ép đẻ nhiều quá, xong nó xuống giá, đến lúc mua về bán không có lời nữa, cái anh nhập cá rồng từ
Indo với cả từ Singapore về để bán. Nhưng mà cho mình hỏi là nuôi cá này nó khó không? Nó ăn thức ăn như thế nào? Nuôi cá thì dễ lắm chị. Con cá thì nước nó một tuần chỉ cần thay nước một lần thôi, khoảng chừng 20% thôi. À. Còn cho ăn thì mỗi ngày cho ăn một lần. Nó ăn tất cả những cái gì mà động vật sống, những con sống nhỏ nhỏ. Mà nuôi cá mà hay chết là tại vì mình thay nước nhiều quá. À. Trong nước nó clo nhiều, mỗi lần mình thay mình chỉ thay từ 20-30% thôi. Đúng rồi, cũng có bí quyết, không phải thay nước hết, 20-30% thôi. Nhiều khi thấy dơ quá, cái rửa sạch hồ bắt cá ra chậu là đi luôn. À, đó cũng là một cái bí quyết. Nhưng mà bây giờ thì anh nói rõ hơn về cái quá trình mà anh bén duyên với lại cái nghề cá rồng này. Và đặc biệt là mình phải nói thêm về cái bộ sưu tập cá của mình. Hiện tại là mình có phải là mình người là người sở hữu bộ sưu tập cá rồng khủng nhất của thành phố Hồ Chí Minh chưa ạ? Không, mình có đủ loại cá thôi, chứ còn sưu tập thì nhiều người chơi á, người ta những người đó thì người ta mới có những con cá khủng. Tại vì ở đây mình vừa chơi và vừa kinh doanh nữa, nên những con đẹp á thường thường người ta mua mình cầm lòng không được bán. Ví dụ một con cá đẹp là như thế nào em? Một cá đẹp đó thì nó cá này nó cũng có đi thi giống như thi hoa hậu vậy. Vậy đó hả? Dạ, nó có dáng bơi đẹp, màu đẹp, rồi nó không có bị lỗi gì. Mà hơn mình nữa, mình nó chưa được thi. Cứ 3 tháng là em tổ chức thi một lần ở đây. Dạ. Ở đây hả? Ôi, dạ. Dạ. Có dịp nào ha? Dạ. Có dịp nào mình rảnh mình tới mình coi cái ngày nó đi thi cá coi ta. Tới đây thì mê quá rồi, mà mình đầu tiên thì mình cần những điều kiện gì để mình nuôi một con cá rồng? Đầu tiên thì mình làm cái hồ kính. Dạ. Như vậy thì kích thước nó khoảng chừng từ 1m2 trở lên. Và có hệ thống lọc ở dưới. Nếu mà mình làm hệ thống lọc tốt á, thì mình sẽ đỡ phải thay nước và đỡ phải chăm sóc cá, mà cá nó không bị bệnh nhiều. Và một điều đặc biệt nữa, thưa quý vị chưa biết về anh Long. Anh Long cũng là người đầu tiên sinh sản cá rồng tại Việt Nam, chứ không còn nhập nữa đúng không anh? Anh nói thêm về điều đó cho quý vị khán giả của Chuyện Đó Chuyện Đây được biết ạ. Thì lúc đầu á, thì mình toàn là nhập cá về không ạ. Tới năm 2009-2010 á, thì mình hay qua các trại bên kia thấy người ta làm thành công quá, mà ép đẻ thì mình thấy nó khó khăn thật, nhưng mà mình nghĩ là chắc mình cũng phải làm được, nên mình về mở trang trại ở dưới Củ Chi. Thì lúc đầu mở cũng thất bại, cái làm lại lần thứ hai bắt đầu mới được, cách đây khoảng chừng 4-5 năm thì bắt đầu ép đẻ được thành công cá rồng. Chất lượng nước của mình và của Mã Lai, của Singapore nó khác nhau nhiều lắm, nên lúc mang về nó không đẻ được. Thì lúc sau thì mình phải đi qua bên đó, mình lấy cái chai nước của nó mang về đây để đưa Pasteur xét nghiệm. Xét nghiệm xong mình mới lấy nước của mình ở dưới đó mình xét nghiệm, rồi mình thiếu những cái chất gì ấy, thì mình thuê cái bên làm lọc nước ấy, người ta bổ sung những cái đó vào để cho nó giống cái nước bên kia. Hồi nãy nó ép đẻ là tự nó tìm, chứ mình không có làm mai mối được. Mình sinh sản, ép sinh sản ở đây, ở mình nè, rồi so với lại ở nước ngoài đó thì nó có bằng nhau không? Dạ, có gì khác nhau không? Dạ. Chất lượng của cá thì nó cũng như nhau rồi chị. Tại vì mình lúc mà mình mua về cá giống về thì mình sẽ chọn những con đẹp nhất ở bên đó để mình mua về mình thả cho nó bắt cặp với nhau, nó tự ép đẻ. Thì đến lúc ra thì bây giờ em cái Kim Long có bối em đẻ được 4-5 năm nay rồi, thì cái chất lượng ấy thì những người chơi người ta đánh giá nó cũng ngang với bên kia. Dạ. Ồ. Nghĩa là khi đẻ ra được thì nó là giống nhau hết. Dạ. Bây giờ thì chắc là anh phải nói thêm về bộ sưu tập của mình. Hiện tại thì ở cái bộ sưu tập này thì anh đã sở hữu được bao nhiêu giống loài cá rồng ạ? Ở đây thì anh có huyết long, kim long có bối, cao lưng hùng vĩ, ngân long albino là cái loại đột biến á, những con mà nó mắt nó đỏ, với lại có một loại mà ở Việt Nam chắc chỉ có vài con thôi, thanh long ba tít, cái người nó giống như có vân gỗ vậy, con cá đằng sau lưng em nhìn cái mặt nó giống như vân gỗ vậy. À đấy hả? Ừ. Là ở Việt Nam này chỉ có vài con thôi. Ừ, ở Việt Nam ít lắm. Mà thí dụ cá cỡ này là mình nuôi được bao lâu? Cá cỡ đó nó chừng 2 năm tuổi. 2 năm tuổi? 2 năm thôi. Mới nuôi là cái con nhỏ như cá bình thường đúng không? Nó chừng lúc mà bán thì thường nó chừng 15cm trở lên. À, như đây thôi chứ không? À. Nhưng mà cái tuổi thọ của con cá rồng này được lâu không ạ? À? Tuổi thọ cá rồng thì 30-40 năm á. Nếu mà nó không bị nhảy ra ngoài mà không bị tai nạn. Không biết là anh đã từng dự thi ở các cuộc thi trong và ngoài nước chưa, và đã được đạt giải gì về cá rồng chưa? Có thi trong nước thì năm nào anh cũng được huy chương vàng hết. Còn thi ở nước ngoài thì có Singapore này, anh được vô địch cái cuộc thi cá rồng thế giới Aquarama tổ chức năm 2013. Là một lần anh được vô địch, một lần anh được hạng nhì với hạng ba. Còn Indo thì cũng được 2 lần thì vô địch. Nè, đi thi vậy thì mình đeo con cá như thế nào ta? Dạ, cá thì mình đóng vào thùng xốp xong mình gửi qua bên kia.
Bây giờ gửi thùng xốp nó được giữ được bao lâu? 24 tiếng. Là bỏ trong cái bao ni lông? Dạ, xong rồi bơm oxy xong rồi bỏ vô trong thùng xốp. À, bơm oxy xong mình cột chặt mình bỏ vô thùng xốp dạ, là được 24 tiếng luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị Phụ có để ý không, con người mình mà di chuyển bằng máy bay mình cũng mệt. Thần sắc mình giảm xuống giọng cá đi thi hoa hậu mà anh gửi nó đi vô cái thùng hàng như vậy rồi đi thi hoa lỡ cái nó tới nơi sao ạ? Nó tới nơi nó cũng sẽ mệt và nó chưa bơi được ngay, nhưng mà thường thường á thì người ta sẽ làm hết những cái hồ như vậy. Mình tới mình bỏ vào ngày hôm trước thì hai ngày hôm sau người ta mới chấm điểm. Lúc con cá bắt đầu nó sung nó bơi nó lại. Nó mẻ phải không? Đúng rồi. Còn màu sắc của nó thì nó phải, nếu mà để nó xuống màu đi thì nó phải chừng một tuần sau nó mới xuống màu chứ nó không xuống ngay lúc đó. Ở Việt Nam thì mình nhớ được 7 cái huy chương vàng. 7 thì chương vàng. Còn nước ngoài thì được 3 cái. Còn mấy cái kia là giải gì, giải ba gì thì không tính. Là không đến sẻ. Không đến sẻ. Nhưng mà bao lâu mình mới thi một lần? Hồi xưa đó thì ở Việt Nam tới bây giờ vẫn vậy, năm nào cũng vậy, trong hội hoa xuân một lần và chỗ công viên Liên Văn Tám một lần, là một năm có 2 lần. Yeah. Còn ở nước ngoài ấy, thì mỗi năm có 1 lần. Mỗi năm 1 lần. Yeah. Là mình đi, mình đăng ký. Yeah. Yeah. Và anh có đã hài lòng với những giải thưởng đó và hài lòng với những con cá tại Việt Nam mình sinh sản ra chưa? Thì mình cũng hài lòng về những cái thành quả mà mình đạt được, tại vì mình bỏ nhiều công sức ra để tâm huyết ra để làm về nó. Hiện tại thì sự phân phối của mình đã rộng khắp các nước rồi chưa ạ? Chưa, mình thì bây giờ chủ yếu là đang phân phối ở Việt Nam thôi. Thì mình vẫn chưa cung cấp đủ để cho khách hàng trong nước nên vẫn phải nhập về thêm. Dạ, anh có tính được bình quân mỗi tháng là mình cung cấp bao nhiêu con cá cho khách hàng nhu cầu trong nước? Mỗi tháng thì mình bán khoảng chừng 500 con cho khách hàng này trong nước. Mỗi tháng là 500 con? Dạ. Mà từ nhỏ tới lớn hay là sao? Dạ, từ nhỏ đến lớn. Người ta ít mua cá lớn lắm chị. Người ta mua cá từ 30cm trở lại. À, vậy đúng. Người ta thích vậy. Nuôi cho nó lớn lên, người ta thấy nó phát triển từng ngày thì người ta thích nó. À. Cá rồng là loại ấp miệng, tức là cá đực hay cái sẽ ngậm và ấp trứng đã thụ tinh vào miệng để ấp cho đến khi trứng nở thành cá con. Cá con vẫn có thể quay lại trốn trong miệng cá bố mẹ khi gặp nguy hiểm. Ở cá rồng châu Á và Nam Mỹ, cá đực làm nhiệm vụ ấp trứng, trong khi ở cá rồng châu Úc, cá cái làm nhiệm vụ này. Quá trình ấp sẽ diễn ra từ 4 đến 8 tuần tùy loài. Trước đây, người chơi cá phải mua cá từ các nước như Singapore, Thái Lan, Indonesia. Khi cá nhập về Việt Nam thì giá thành rất cao và việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Thấy được những khó khăn của những người cùng đam mê cá rồng với mình, anh Hoàng Mạnh Long đã tìm tòi học hỏi và đầu tư xây dựng trang trại cá rồng. Với mục đích nhân giống cá rồng để mang lại những giống cá chất lượng và giảm bớt chi phí cho người chơi. Sau nhiều lần nếm trải khó khăn và thất bại, anh Long đã nghiên cứu và xây dựng thành công trang trại nuôi cá rồng sinh sản. Cung cấp ra thị trường các dòng cá rồng mang thương hiệu Việt Nam, nhưng chất lượng đảm bảo cạnh tranh với các giống cá rồng nước khác, anh cũng đã liên tiếp giành được các huy chương vàng, huy chương bạc trong các cuộc thi cá rồng quốc tế. Đây là cái phòng chân cá, mà những con cá mà nó mới bắt đầu chuyển thành thì nó khoảng chừng 30cm trở xuống. Dạ. Cá mới bắt đầu chuyển thành mình không biết là bao nhiêu tháng anh? À, bao nhiêu tháng? Nó khoảng chừng từ 6 tháng trở lên rồi bắt đầu nó trên 20cm rồi. Cá mà lúc mà mình mới phối á, khi mà em không biết là đẻ trứng hay đẻ con á? Nó đẻ trứng, xong rồi con cá đực á, nó ngậm trứng ở trong miệng nó. Nó nhịn ăn khoảng chừng 2 tháng thì bắt đầu con cá con nó bơi được thì nó nhả ra. Ôi ngộ vậy? Là... Ôi ê ê, giống cái vụ mà con căng nó bỏ đứa con trong tụi cái đó là nó đẻ con. Thì biết rồi nuôi cái gì? Không có nuôi luôn hả? Không gì, nó ấp vào miệng nó. Đấy. Nó giữ ấm ở trong nó giữ trong miệng nó vậy? Ừ, nó giữ. Rồi ví dụ nó hả ra nó ăn cái gì rồi sao? Nó không ăn gì, trong thời gian đó chỉ quăng đồ ăn trước mặt nó cũng không ăn. Ờ. Ôi, tình cha thương con. Thời gian đầu chắc hẳn là anh phải dồn hết công sức cũng như là thời gian dành cho lại cá. Thì mình lúc đầu mình mê cá lắm, nhiều khi cũng bị vợ nhằn ngoài. Cứ ăn ngày ấy thì thay nước cá, chăm cá, trong tới tối ấy, thì lúc đó bắt đầu chụp ảnh mới đẹp. Thì lúc đó bắt đầu mình lấy máy chụp ảnh ra mình chụp thì nhiều khi tới 3-4 giờ sáng. Mê vậy đó hả? Trời ơi, chụp hình cá không đó mà phải 3-4 giờ sáng chụp đẹp. Tại vì buổi tối chị tắt hết đèn đi thì nó chỉ còn cái đèn trong hồ cá thôi. Lúc đó chị chụp con cá nó mới đẹp được. Nhiều khi ngồi canh 3-4 tiếng được 1-2 tấm. Nhưng mà mình chụp hình cá, mình đam mê, mình ngắm cá hoài như vậy. Đến khi nào trong đầu mình mới
nảy sinh là ý định là mình sẽ kinh doanh loại cá này luôn, để mình trao đổi tức loại cá đẹp cho tất cả mọi người yêu thích cá. Chắc cũng chỉ vài tháng thôi. Tại vì lúc mà mình chụp hình, chụp ảnh, đưa lên mạng thì người ta thấy đẹp quá, người ta hỏi mua ở đâu, rồi người ta nhờ mua thì kia thì mình lại mua giúp người ta, xong rồi nhập về luôn. Cho mình hỏi là cái niềm đam mê á, thì đam mê là thôi không thể nào nói được. Tại vì là đã là đam mê rồi, nhưng mà là thời gian sao mà vừa lo cho cá cho tròn, mà lừa vừa lo cho gia đình cho tròn, thì để không có bên nào cũng mất lòng hết là sao? Thời gian đầu thì em cũng toàn là lo cho cá. Có khi em ở dưới Củ Chi, dưới chạy cá cả một tháng. À, dạ. Okay, yeah. Cứ 2-3 ngày về ở trên đó, xong về ngày, xong lại lên 2-3 ngày. Rồi bà xã, bà có bà làm sao mới lại cắt nhà? Không có nhận, tại vì biết tính em thích làm, em làm. Vậy là có người vợ ủng hộ. Dạ, đúng rồi. Mà Phi Phụng xin chúc cho những cái gì mà anh Long mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Dạ, và chúc là trong tương lai nữa sẽ ở dưới miền Tây, ở dưới Tiền Giang, Sa Đé sẽ có những cái ao cá mà anh Long nhân giống cho nó nhiều, ép cho đẻ thành công nhiều giống để nước ngoài phải vô nước mình mua lại. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị ơi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về thú chơi cá rồng. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị nhiều thông tin hữu ích. Phi Phụng, Hà Trí Quang và anh Long xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành chúng tôi để nghe những cái chuyện bổ ích, vui vẻ, thú vị về cá rồng. Và để biết thêm nhiều chuyện lạ lắm hà nha. Xin quý vị hãy tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Hà Trí Quang, nghệ sĩ Phi Phụng, xin chào và hẹn gặp lại.